Và cái mà chủ yếu đi thử cái thứ mấy thử cái à thứ cái cả là học sao cái tập hát thứ sáu cái space cái cái bài bản đầu cái chủ yếu tập hát thứ tám thì họ cái bài với à với tập hát tại sao đạt thứ mà đạt thì tập hát tại áp áp tới thôi thiệt đi pa thôi thì phải xét đó thật thì tập thì tham này với thì tập thì đó vì thế đại dịch đại sự khi đó cả tập màu sắc vẽ phim đấy à và rồi à thưa tôi tập hát tháng mười tôi sợ tôi tập hát nó hát tháng mười tôi tập hát ơi tôi tập hát sư ta lừa phết vì cái cả vì cái nông sản vì phải ta thấy chính phủ về ăn vì sự tích vì sự mở ta thì nay phải xây ta mới mà mày ai phải nay phải xây vì cái nông sản vì cái ta thấy tôi phải là thực tế sẽ sinh hóa thảo tế sắp với vị trí ta mới thường áo là vị trí vị trí mà tôi phải ăn mấy cái phê như sao là tất cả tiền tôi phải phê như sao đang đi ăn thì cái phép tết tại tới qua rồi tâm thần à thử thập đã thôi phải sẽ thế này rồi nếu tôi thật sự về lưu sụp về ăn lưu sụp thật sự tại tôi thấy thì